Kính thưa quý vị, Campuchia đang bước vào một giai đoạn chính trị đầy biến động với những thách thức lớn khi sự bất ổn trong nước ngày càng gia tăng. Quyết định chuyển giao quyền lực từ Thủ tướng Hun Sen sang con trai ông Hun Manet đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính chính danh và sự ổn định của chính quyền hiện tại. Chế độ tra truyền con nối không chỉ làm nổi bật những mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Nhân dân Campuchia CPP mà còn trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng đối lập, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây những cuộc biểu tình và chỉ trích gia tăng đang đẩy Campuchia vào nguy cơ một cuộc khủng hoảng chính trị mới, nơi mọi sự ổn định có thể bị đảo lộn. Điều này đã khiến Campuchia quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, CLVDTA. Trong bối cảnh này, Trung Quốc và Mỹ đều tìm cách tận dụng tình hình để gia tăng ảnh hưởng của mình. Trung Quốc, thông qua các dự án đầu tư khổng lồ và chương trình vành đai và con đường, tiếp tục củng cố vị thế của mình tại Campuchia, Đẩy quốc gia này ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh cả về kinh tế lẫn chính trị. Trong khi đó, Mỹ không ngừng sử dụng các biện pháp can thiệp nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc biến Campuchia thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược đối đầu tại khu vực Đông Nam Á. Trước tình hình căng thẳng, Việt Nam, quốc gia láng giềng, phải đối mặt với nhiều rủi ro khi Campuchia dần nghiêng về phía Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam Campuchia có nguy cơ trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Khi sự thay đổi chiến lược tại Campuchia đang làm suy yếu cơ chế hợp tác khu vực, liệu Việt Nam có đủ khả năng duy trì quan hệ ổn định với một Campuchia đầy biến động và vai trò của Việt Nam trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng ra sao trước sự gia tăng quyền lực của Trung Quốc tại Campuchia? Campuchia sẽ như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc? Hãy cùng tìm hiểu và phân tích trong video hôm nay. Campuchia quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam (CLV) đã gây ra nhiều luồng dư luận trong giới quan sát chính trị khu vực. Điều đáng chú ý là Campuchia, quốc gia từng là một trong những nước khởi xướng sáng kiến CLV, hiện tại lại rút lui. Sự kiện này không chỉ phản ánh những phản ứng từ các phe đối lập trong nước mà còn cho thấy có thể tồn tại những vấn đề sâu sắc trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Hun Sen lãnh đạo. Trong nhiều năm qua, Campuchia đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hun Sen, nhưng hầu hết đều bị chấn áp mạnh mẽ. Tuy nhiên lần này, chính quyền của ông đã có những nhượng bộ đáng kể, dẫn đến nghi vấn rằng nội bộ của ông Hun Sen có thể đang gặp bất ổn. Một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ việc chuyển giao quyền lực từ ông Hun Sen sang con trai là ông Hun Manet, người hiện đảm nhiệm vai trò thủ tướng Campuchia. Mô hình tra truyền con nối này đã trở thành mục tiêu chỉ trích của các lực lượng đối lập và các thế lực thù địch với lập luận rằng việc này cản trở tiến trình dân chủ và công bằng. Ngay cả trong nội bộ CPP, sự kế vị này cũng đã tạo ra những bất đồng. Nhiều thành viên trong đảng có thể không đồng tình với việc duy trì quyền lực trong cùng một gia đình, dẫn đến nguy cơ chia rẽ và làm suy yếu cấu trúc quyền lực của CPP. Thủ tướng hiện tại, Hun Manet, ngoài nền tảng quân sự, còn có một hồ sơ học thuật ấn tượng. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ và có bằng tiến sĩ kinh tế tại đại học bristol trong những năm gần đây ông không chỉ thăng tiến trong bộ máy chính trị của cpp mà còn nổi bật qua các hoạt động xã hội thu hút sự ủng hộ của giới trẻ nhờ phong cách gần gũi và những phát biểu mang tính hòa giải khác biệt so với phong cách cứng rắn của cha mình tuy nhiên không thể khẳng định rằng những phẩm chất này sẽ giúp hun manet tạo ra một phong cách chính trị mới trong thời gian tới di sản mà ông hun manet để lại sẽ là một thử thách lớn đối với bất kỳ người kế nhiệm nào, bao gồm cả Hun Manet. Sự lãnh đạo của ông Hun Sen ngày càng trở nên khó thích ứng với các yêu cầu quản lý một nền kinh tế hiện đại và công nghiệp hóa. Dù từ năm 2010 đến năm 2019, Campuchia đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và phục hồi mạnh mẽ sau đó, nhưng hiện tại, quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì sự ổn định chính trị và kinh tế trong bối cảnh chuyển giao quyền lực. Sau đại dịch Covid-19, mặc dù có những bước tiến trong phát triển văn hóa xã hội, nhưng bộ máy chính trị của Campuchia vẫn chưa kịp thích ứng với những thay đổi này. Sự chuyển giao quyền lực đã không tránh khỏi những mâu thuẫn nội bộ, tạo điều kiện cho các lực lượng đối lập trong nước lẫn quốc tế nhìn thấy cơ hội để đẩy mạnh ảnh hưởng. Các lực lượng đối lập, đặc biệt với sự hỗ trợ từ phương Tây, đã sử dụng tình trạng bất ổn chính trị này như một công cụ để chống lại chính quyền của thủ tướng Hun Sen. Các cuộc biểu tình gần đây ở Campuchia được cho là có sự ủng hộ từ các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Điều này đã làm tăng thêm áp lực đối với chính quyền nước này. Hoa Kỳ từ lâu đã muốn can thiệp vào chính trị nội bộ của Campuchia, không chỉ vì mục tiêu chiến lược tại Đông Nam Á mà còn để kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Với vị trí địa lý chiến lược, Campuchia đã trở thành trọng điểm trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc suốt nhiều năm. Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng đa dạng các công cụ từ ngoại giao mềm đến các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép lên chính quyền Hun Sen. Điển hình là việc Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ cuộc bầu cử tại Campuchia về sự thiếu minh bạch và dân chủ. Ngoài ra, việc Campuchia cho phép Trung Quốc xây dựng các cơ sở hạ tầng bao gồm cả các căn cứ quân sự tiềm năng càng khiến Hoa Kỳ lo ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Do đó, Hoa Kỳ thường xuyên áp dụng các biện pháp can thiệp chính trị và kinh tế nhằm tạo ra sự thay đổi quyền lực có lợi cho mình. Tuy nhiên, ông Hun Sen sau hơn 3 thập kỷ nắm quyền đã rõ ràng thể hiện sự kháng cự trước các áp lực từ phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Dù đối mặt với nhiều thách thức trong nước lẫn quốc tế, ông đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, một đối tác quan trọng về kinh tế và chính trị. Việc này không chỉ củng cố sự độc lập trong chính sách của Campuchia mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng campuchia không dễ bị biến thành con cờ trong cuộc chơi chính trị của các thế lực phương tây đặc biệt là hoa kỳ và một số quốc gia châu âu những nước đã bị cáo buộc tài trợ cho các phong trào biểu tình và tổ chức đối lập tại campuchia qua các tổ chức phi chính phủ và quỹ hỗ trợ nước ngoài các cuộc biểu tình trong quá khứ thường được hỗ trợ gián tiếp qua các chương trình đào tạo tài chính và tư vấn chiến lược từ những tổ chức do phương tây bảo trợ Đảng cứu quốc Campuchia CNRP từng nhận được sự hỗ trợ này. Phe đối lập thường cáo buộc chính quyền Hun Sen trước đây và nay là Hun Manet nhượng lại lãnh thổ cho Việt Nam và cho rằng Đảng Nhân dân Campuchia CPP là đảng cộng sản do Việt Nam thành lập và việc Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng của Pol Pot là một hình thức xâm lược quá tinh vi qua việc thành lập chính quyền bù nhìn Campuchia do Hun Sen lãnh đạo. Gần đây chủ đề này lại được nhắc lại trong các cuộc biểu tình phản đối trong nhiều năm, San Rensi đã dẫn dắt các hoạt động chống phá Việt Nam và chính quyền Hun Sen, tăng cường các cáo buộc về việc Việt Nam chiếm đất của Campuchia. Tháng 8 vừa qua, các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở một số nước ngoài như Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời quyết định rút khỏi khu vực tam giác phát triển Campuchia là Việt Nam, có thể là một chiến lược của Hun Sen nhằm giảm bớt chỉ trích từ bên trong và chuyển hướng sự chú ý của công chúng vào các phần tử cực đoan tuy nhiên trong khi ông hun sen kháng cự trước áp lực từ hoa kỳ và không muốn campuchia trở thành quân cờ trong tay của các thế lực phương tây ông lại dần rơi vào bẫy của ảnh hưởng ngày càng sâu sắc từ trung quốc mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa campuchia và trung quốc đặc biệt thông qua các khoản đầu tư khổng lồ và những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đã dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc của campuchia vào bắc kinh nên kinh tế Campuchia hiện nay phụ thuộc lớn vào các khoản đầu tư từ các công ty Trung Quốc, biến quốc gia này trở thành một bàn làm việc mở rộng của Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở đầu tư và viện trợ, Trung Quốc còn nắm giữ gần một nửa nợ công của Campuchia, đẩy nước này vào vòng xoáy phụ thuộc kinh tế. Campuchia hiện đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn nhất của Campuchia, đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Mỹ không ngừng gây sức ép về chính trị và nhân quyền. Trước tình hình này, Campuchia rơi vào một thế khó, phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và áp lực chính trị từ Mỹ. Trung Quốc từ lâu đã coi Campuchia là một đồng minh chiến lược tại Đông Nam Á thông qua các chương trình như Vành đai và Con đường. Bắc Kinh gia tăng hiện diện về kinh tế, chính trị và quân sự tại Campuchia sự rút lui của campuchia khỏi tam giác phát triển campuchia lào việt nam có thể được xem là một phần trong chiến lược của trung quốc nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của việt nam đồng thời gia tăng sự phụ thuộc của campuchia vào bắc kinh chiến lược này không chỉ giúp trung quốc kiềm chế việt nam mà còn lôi kéo campuchia vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình trung quốc từ lâu đã có tham vọng gây ảnh hưởng lớn trong khu vực đặc biệt là đối với các quốc gia láng giềng như việt nam và lào mục tiêu của bắc kinh là làm suy yếu các liên kết khu vực để duy trì thế độc tôn bằng cách kiểm soát campuchia trung quốc có thể tạo áp lực lên việt nam và lào kéo dần việt nam vào quỹ đạo của mình ngoài ra trung quốc cũng có thể tận dụng bất ổn nội bộ tại campuchia để thúc đẩy các chiến dịch chính trị và kinh tế nhằm lôi kéo campuchia rời xa hợp tác với việt nam và lào đồng thời gia tăng sự lệ thuộc vào viện trợ và đầu tư từ bắc kinh bên cạnh đó sáng kiến vành đai và con đường là một công cụ mạnh mẽ mà trung quốc đang sử dụng để mở rộng ảnh hưởng trong đó campuchia đóng vai trò như một mắt xích quan trọng việc campuchia từ bỏ tam giác phát triển campuchia lào việt nam clv có thể được xem là một bước chuyển đổi chiến lược nhằm tập trung toàn bộ vào hợp tác với trung quốc đặc biệt trong các dự án hạ tầng quy mô lớn thuộc sáng kiến vành đai điều này không chỉ làm suy yếu mối quan hệ giữa campuchia và các quốc gia láng giềng như việt nam và lào mà còn thúc đẩy sự phụ thuộc toàn diện của Campuchia vào Bắc Kinh. Về phía Mỹ, họ chủ yếu tập trung vào mục tiêu kiềm chế Trung Quốc. Mỹ lo ngại rằng việc Campuchia quá phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực quân sự và kinh tế, có thể tạo điều kiện cho Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á. Căn cứ hải quân Rim ở Campuchia là một điểm nóng trong chiến lược của Mỹ vì nó có nguy cơ trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực và lợi ích của mỹ tại biển đông để đối phó mỹ đã tăng cường giám sát và cảnh báo campuchia về những hậu quả nếu tiếp tục cho phép trung quốc thiết lập sự hiện diện quân sự tại đây có thể nói rằng việc campuchia rời khỏi tam giác phát triển clv là một bước đi có lợi cho trung quốc trong chiến lược cạnh tranh khu vực vậy mỹ đã sử dụng những chiến thuật nào trong cuộc chơi tại campuchia không thể phủ nhận rằng mỹ đã có vai trò trong các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của thủ tướng Hun Sen trong những năm qua, Mỹ đã bí mật hỗ trợ các lực lượng đối lập thông qua các chương trình hỗ trợ dân chủ, từ đó tạo điều kiện cho các phong trào phản đối chế độ gia đình trị của Hun Sen. Với lợi ích chiến lược tại khu vực, Mỹ luôn coi việc thúc đẩy dân chủ và đối phó với các chế độ độc tài là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại. Điều này dẫn đến việc các cuộc biểu tình chống đối ở Campuchia thường nhận được sự hỗ trợ ngầm từ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây nhằm tạo áp lực lên chính quyền Hun Sen. Nếu ông Hun Sen tiếp tục duy trì chế độ gia đình trị, áp lực từ Mỹ và các lực lượng đối lập trong nước sẽ gia tăng. Cùng với đó, những dạn nứt trong Đảng Nhân dân Campuchia CPP của ông Hun Sen và sức ép quốc tế có thể đẩy Campuchia vào tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội để tăng cường ảnh hưởng của mình. Việc Mỹ ủng hộ các phong trào đối lập càng làm nổi bật cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Việc Campuchia rời khỏi tam giác phát triển CLV là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi chiến lược của Campuchia, đồng thời là một hồi chuông cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với Việt Nam trong tương lai. Bằng cách đẩy mạnh sự hiện diện tại Campuchia, Trung Quốc không chỉ củng cố chỗ đứng vững chắc trong khu vực mà còn tìm cách làm suy yếu các liên minh của Việt Nam và các quốc gia lân cận, đặc biệt là trong khu vực tam giác phát triển CLV. Việc Campuchia rút khỏi hợp tác với Việt Nam và Lào đã đe dọa nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực phát triển chung dựa trên nền tảng hợp tác và cân bằng quyền lực. Có khả năng Trung Quốc đã dùng ảnh hưởng của mình để kéo Campuchia ra khỏi cấu trúc hợp tác này, từ đó làm giảm vai trò và sức mạnh ngoại giao của Việt Nam trong khu vực. Ngoài ra, nếu Campuchia tiếp tục trở thành công cụ phục vụ lợi ích của Trung Quốc, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ bị bao vây bởi những nước láng giềng chịu sự chi phối mạnh mẽ của Bắc Kinh. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Campuchia có thể trở thành điểm tựa chiến lược để Trung Quốc tạo áp lực lên các quốc gia trong ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, từ nhiều phía. Trước áp lực từ nhiều phía, tương lai quan hệ Việt Nam-Campuchia đang đứng trước nhiều thách thức. Việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển có thể làm suy yếu quan hệ với Việt Nam, đặc biệt khi CLV là biểu tượng cho sự hợp tác phát triển bền vững giữa ba nước. Nếu mâu thuẫn nội bộ trong Đảng Nhân dân Campuchia CPP tiếp tục diễn ra và thủ tướng Hun Sen không thể duy trì ổn định chính trị, Campuchia có nguy cơ ngày càng bị cô lập và rơi vào vòng ảnh hưởng lớn hơn của Trung Quốc. Trong trường hợp tình hình bất ổn chính trị ở Campuchia tiếp tục leo thang, các cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe phái trong đảng sẽ gia tăng, làm cho đất nước này bị cô lập hơn trên trường quốc tế. Điều này không chỉ gây ra tác động tiêu cực đối với Campuchia mà còn ảnh hưởng đến Việt Nam khi bất ổn ở một quốc gia láng giềng có thể lan rộng, đe dọa đến sự ổn định và an ninh khu vực biên giới. Điều này sẽ đẩy Việt Nam vào thế khó, buộc phải đối phó với một láng giềng không còn giữ được độc lập trong các quyết sách đối ngoại. Các tác động tiêu cực từ đó sẽ đe dọa đến những thành tựu mà ông Hun Sen đã đạt được trong việc tái thiết Campuchia sau chiến tranh. Ngoài ra, nếu tình trạng bất ổn chính trị tại Campuchia tiếp diễn, các cuộc biểu tình và phản đối sẽ gia tăng, tạo điều kiện cho các thế lực đối lập chỉ trích và làm suy yếu chính quyền. Một khi quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam xấu đi, toàn bộ công lao của ông Hun Sen trong việc xây dựng lại đất nước có thể bị lu mờ, ảnh hưởng đến di sản mà ông đã xây dựng. Tóm lại, việc Campuchia rút khỏi CLV không chỉ là một động thái chiến lược ngắn hạn mà còn phản ánh sự hỗn loạn trong nội bộ Đảng CPP và chính quyền của ông Hun Sen sự mâu thuẫn giữa các lực lượng trong đảng cùng với sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài sẽ định hình tương lai chính trị của campuchia và quan hệ của nước này với các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh campuchia ngày càng phụ thuộc vào trung quốc và đối mặt với những bất đồng nội bộ việt nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì quan hệ láng giềng và bảo vệ lợi ích khu vực liệu campuchia có thể duy trì ổn định chính trị và tương lai quan hệ việt nam campuchia sẽ ra sao vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Quý vị thân mến, quên nhấn đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc muốn chia sẻ quan điểm của mình, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và phản hồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.